Thưa quý vị, mỗi chuyến ra khơi, mỗi con tàu phải tiêu tốn trên dưới 3.000 lít dầu, tương đương khoảng 200 triệu đồng, chưa kể chi phí ăn uống, trả công lao động và khấu hao phương tiện, ngư lưới cụ. Nhiều ngư dân đã chọn phương án cho tàu nằm bờ hoặc tính toán thay đổi phương thức đánh bắt nhằm hạn chế thua lỗ. Thị trường thiếu nguồn cung, giá thủy hải sản tăng làm khó cho người tiêu dùng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Cảng cá Thọ Quang những ngày gần đây không còn hình ảnh ngư dân tấp nập đưa cá lên bờ, lấy phi tổn để ra khơi như trước. Thay vào đó là một không khí ảm đạm. Không có việc làm, ngư dân hết nằm lại ngồi bởi tàu không ra khơi. Nguyên nhân của tình trạng này là do giá xăng dầu liên tục tăng cao, trong khi giá hải sản không tăng theo. Một lần đi là bỏ ăn lít, băng lít bữa nay rồi dầu lên 30, một chừng phố đô là lên 70 triệu, cũng đủ chi phí. Anh Cường cũng cho biết thêm, nhiên liệu chiếm 70% chi phí mỗi chuyến ra khơi. Khi xăng dầu chưa tăng giá, sau mỗi chuyến biển, mỗi thuyền viên cũng có khoản thu nhập từ 10 đến 12 triệu đồng. Nhưng bây giờ chỉ còn một nửa nên rất khó tìm kiếm bàn tàu. Năm trước là tổn là chỉ có là 80 đến 8 triệu, và còn bây giờ là tổn hiện tại mà tàu có 28 triệu để có 250 triệu, mà có cái thu vào thì 28 triệu thôi. Vẫn gọi chỉ tàu vẫn lỗ. Hiện đang là thời điểm thời tiết thuận lợi nhất trong năm để ra khơi đánh bắt, nhưng do giá xăng dầu ở mức cao kỷ lục, nhiều chủ phương tiện không dám cho tàu ra khơi vì biết chắc sẽ thua lỗ, khiến nguồn cung thủy hải sản tại chợ cũng khan hiếm. Nói chung là xăng dầu hiện nay là rất là cao nên thành thử tàu bè rất không chịu đi. Họ đi rất là lỗ dầu hết, không có hòn để lái để bón nữa, không có đồ chi cao. Mấy bữa mình đi thì 2 giờ đi, mình đi rồi nhưng mà bữa nay thứ 1 giờ đi vẫn không có để lái. Thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ hải sản của người dân tăng cao, cộng với giá xăng dầu tăng khiến cho giá các mặt hàng này tại chợ cũng đội giá. Chung là tất cả các mặt hàng đều lên giá hết. Nếu mà tính ra thì ví dụ như mấy hồ mà mình đi 100 thì bữa nay cũng phải là từ 130 tới 140 ngàn. Nếu mà cho một bữa ăn cho 3 người ở trong gia đình. Để chủ động ứng phó với những thách thức trong công tác điều hành giá cuối năm, đặc biệt là giá xăng dầu trong nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá, yêu cầu Bộ Công Thương phải theo dõi sát diễn biến thế giới để có phương án điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp, sử dụng linh hoạt quỹ bình ổn giá xăng dầu để hạn chế mức tăng trong các kỳ điều hành có biến động lớn. Bộ Tài chính nghiên cứu phương án tiếp tục giảm thuế đối với xăng dầu nhằm kìm hãm đà tăng theo giá dầu thế giới.